Phật học phổ thông, khóa thứ 7, triết lý đạo Phật hay là đại cương kinh Lăng Nghiêm tiếp theo, bài thứ 8. Mười món ma về thọ ấm. 1. Thấy loài vật thường khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hành giả dụng công dàn ép các vọng tưởng thái quá nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài mỏng muỗi thương cũng như con ruột, thương cho đến nỗi xả nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi. Còn mê lầm không biết thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. 2. Trí dõng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong lòng cảm kích thái quá nên hành giả phát tâm đại dõng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời thành Phật, không chịu trải qua bao vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm. Thấy người hay khoe khoang hống hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. 3. Tâm nghĩ tưởng khô khan. Lại nữa, người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vị trí lực suy kém, nên trong tâm sanh ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây là vì trong lúc tu thiền không có trí tuệ sáng suốt để phán đoán. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bóc quăng trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. 4. Đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thủ thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ, cho là đức tỷ lô giá na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình là thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thượng bồ đề, sẽ mất chánh định, sau đọa vào đường ma. 5. Tâm buồn giàu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn giàu vô hạn, như ngồi trên chồng sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng sớm được giải thoát. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu ngộ thì không hại, còn mê lầm chẳng biết, hành giả cho mình chứng thánh thời bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo giàu, hoặc vào ở trong núi non rừng rú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sau chết rồi đọa vào đường ma. 6. Vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô hạn, không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không có hại, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập vào tâm phủ. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình cả múa, tự cho rằng ta đã đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định, sẽ đọa vào đường tà. 7. Sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm ngã mạn, đối với mười phương chư Phật còn khinh khi, huống hồ là thinh văn duyên giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại,
còn hành giả mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma đại ngã mạn nó nhập tâm, không lạy Phật tổ, hủy hoại kinh tượng. Hạng người ấy thường nói với tín đồ rằng Phật bằng cây, đất, đồng, chỉ, còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lạy? Nhục thân này mới là chân thật thường còn, sao chẳng cung kính, thật là điên đảo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sanh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián. 8. Tâm sanh khinh an. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng khinh an, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình là đầy đủ, không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. 9. Chấp không. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm bỗng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn diệt, bác không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới, cho là tu hành tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ Tát ngộ chân lý chân không rồi, không còn trì giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt và uống rượu, làm những việc tà dục. Do thần lực của ma nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ hủy báng. Vì ma nhập lâu ngày làm cho phải điên, đến nỗi ăn uống những đồ nhơ uế, mà cho cũng như là uống rượu ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đọa vào đường tà. 10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến nỗi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến hóa người đời bình đẳng hành dục. Họ bảo rằng hành dục là đạo bồ đề, người hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp. Do thần lực của ma làm cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán bỏ người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước giam cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, 10 cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ thọ ấm nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả mê lầm không biết cho rằng chứng thánh thì bị ma dựa vào, làm nhiều hại đến thế, chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta nhập diệt, ông nên đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo bồ đề, chớ để cho họ gặp các loài ma chướng làm hại mà phải bị đọa vào ác đạo. Hai, 10 món ma về tưởng ấm. 1. Tham cầu diệu dụng. A Nan, người tu thiền định khi phát minh được diệu định rồi, lại khởi tâm tham cầu những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút thân mình người bị nhập kia biến hiện ông thầy, cô ni, vị đế thích hay người phụ nữ, vân vân, hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào quang ánh sáng. Người đời lầm cho là Bồ Tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điểm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật giả đời, năm nào nổi đao binh giặc giã, năm nào có hỏa hoạn, vân vân, khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi,
thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. 2. Tham cầu du ngoạn. À nan, hành giả tu thiền trong tâm muốn xuất thần dạo chơi. Lúc bấy giờ thiên ma bà tuần hiểu biết, được dịp thuận tiện nhiễu hại, nên xuất hồn nhập vào người. Mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đang đạo vô thượng niết bàn. Miệng cũng nói kinh pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng rỡ, ngồi trên tòa sen báu, đặng những điều chưa từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ Tát thị hiện. Người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, miệng ưa nói chuyện trừ Phật giáng thế, như ở xứ kia ông đó là Đức Phật nào thị hiện, người nọ là vì Bồ Tát chi thị hiện, vân vân. Làm cho người thấy nghe sanh lòng khao khát, tâm tà kiến thêm mạnh, giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi thì thầy cho người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. Các ông nếu sớm giác ngộ thì khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục. 3. Cầu ngộ chân lý. Lại nữa, người tu thiền định trong tâm tham cầu ngộ chân lý. Lúc bấy giờ thiên ma bà tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, tự cho rằng ta đang đạo vô thượng niết bàn. Miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết rõ được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những hỏa phước ở nhân gian. Miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm cho là Bồ Tát thị hiện. Ma kia lại ưa nói Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ. Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau, Bồ Tát cũng vậy. Làm cho người mất tránh tín, lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhảm chán bỏ đi, thì thầy cho người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước, thời khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục. 4. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài. Lại nữa, người tu thiền định khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tột căn nguyên của muôn vật thủy chung sanh hóa thế nào. Khi đó thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người nhập kia lại không biết, cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn. Cũng thường nói kinh pháp, chúng ma kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói thân thịt hiện tiền đây là Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thân của Phật. Chúng ma lại nói mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tình độ, nam căn và nữ căn tức là Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng người mê lầm không biết, tưởng là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng quy y theo, cho là một đấng hy hữu chưa từng có. Mất tầm chánh định, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh tham dục. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi rồi, thì thầy cho người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông nếu biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục vô gián. Năm, tham cầu cảm ứng linh nghiệm. Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn. Cũng thường nói kinh pháp, mà lại dùng thần lực khiến cho người nghe pháp đều thấy thân thể người bị nhập kia già nua như người trăm tuổi, sanh lòng thương mến, đêm ngày hầu hạ không biết mệt mỏi và tứ sự cúng dường. Nó lại làm cho người người kính trọng là vị tiên sư hay thiện trí thức. Đối với người, nó ưa nói việc huyền ảo, như đời trước ta tế độ người kia, người nọ, đời trước người kia là anh em hay vợ con của ta,
đời nay ta tế độ để cùng nhau xe sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nói, có cõi trời đại quang minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó. Những người mê muội không biết lầm cho là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tầm tranh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàn bỏ, các ông biết trước thời khói và luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô gián. 6. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Người tu thiền định khép mình nơi khổ hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó, thiền mà bà Tuần biết được ý muốn nên xuất hồn nhập vào người, mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường hay nói pháp, mà dùng thần lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình. Hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ một người nào đó nói rằng người này chưa chết mà đã thành súc sanh. Nói rồi mà nó bảo một người khác đạp sau cây đuôi thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét. Thường nói những việc họa phước sắp đến, không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ rồi thì thầy trò người bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân hồi, còn mê mờ tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián. Vậy tham cầu biết kiếp trước. Người trong khi tu thiền định móng tâm tham cầu biết trước của mình, khi đó thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đăng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình cờ đặng châu báu, nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ quái đem đến đưa cho người. Nó chỉ ăn rau rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quý. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói, xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các thánh hiền ẩn. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc tham dục, phá giới của Phật, âm thầm làm hạnh dâm dục. Đến khi mà kia nhàm bỏ rồi thì thầy cho người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi đọa vào luân hồi, còn mới lầm tin theo thì đọa vào địa ngục. 8. Tham cầu thần thông. Người tu thiền định móng tâm muốn được thần thông biến hóa, khi đó thiên ma liền biết nên xuất hồn nhập cho người mà người không biết, tự cho rằng đẳng đạo vô thượng bồ đề, miệng nói kinh pháp và một tay cầm lửa, một tay dứt ánh sáng phân phát để trên đầu của thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước mà chẳng biết móng, hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại, hoặc vào trong bình vô trong đáy bọc, đi ngang qua vách tường mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với bình đào thì họ không tự tại. Họ xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ kheo lễ bái, chê bai người tham thiền và chỉ giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người hiềm giận. Họ thường nói với người, ta đã đặng thần thông tự tại, hoặc làm cho người thấy được cõi Phật mà hiện ra cõi Phật, đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi việc hành dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. 9. Tham cầu không không. Người tu thiền định tâm mưa nhập diệt tham cầu không không, khi thấy thiên ma liền biết đặng dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chẳng biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng nói kinh pháp.
hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được, rồi tình cờ từ hư không hiện ra, khi ẩn khi hiện, thần diệu vô cùng, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly. Khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương trên đàn, chê bài giới luật, hủy báng người xuất gia, bác không có nhân quả, cho rằng chết rồi mất hẳn, không có đầu thai, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho những người thọ dục cũng chấp không có nhân quả tội phước, vân vân. Đến lúc ma nhàm bỏ thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Cứ không biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục vô gián. 10. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định móng tâm tham cầu sống lâu. Lúc bấy giờ thiên ma hiểu biết xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, nói mình đặc đạo vô thượng niết bàn, miệng thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại không ngần ngại. Mặc dù đường xa muôn dặm, nhưng đi không nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa kia đem về làm tin. Hoặc ngồi trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến. Hoặc thường nói, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng trơn tu hành mà được. Hoặc ngồi nói lầm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là Phật thiệt. Cho không biết trước thì khỏi bị luân hồi, con mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, 10 món ma tưởng ấm này ở trong đời mạt pháp sẽ giả làm người xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều tự xưng rằng đã chứng quả Phật. Chúng khen ngợi việc dâm dục phá giới luật của Phật, ma thầy ma trò cùng nhau truyền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người trơn tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng đại bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người trơn tránh tu hành đời sau khỏi bị ma nhiễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ về các việc ma, để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. Phật học phổ thông khóa thứ 7, triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Tiếp theo, bài thứ 9. Một, 10 món ma về hành ấm. 1. Chấp không nguyên nhân sanh. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi thì tâm được minh chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ, hành giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài, rồi sanh ra hai lối chấp. 1. Vì chỉ biết được chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại, ngoài 8 vạn kiếp thì mù tịt không thấy biết, nên sanh ra chấp. Chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sanh. 2. Hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quả từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen, cò từ hồi nào đến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mà trắng, vân vân. Từ 8 vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ ra, từ hồi nào đến giờ không thành Bồ Đề, thì về sau đâu lại có thành Phật, rồi khởi ra tà chấp. Các Phật tượng ngày nay đều không có nguyên nhân, bởi mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh chỉ kiến, sanh ra hai lối chấp trên, nên đều đọa vào ngoại đạo. 2. 4 món chấp thường. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh chánh, nên ngoại ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó,
hành giả tham cứu tột cội gốc của muôn loài, hỏi ra 4 món chấp thường. 1. Chấp 2 vạn kiếp thường. Vì hành giả nghiên cứu cùng tột cả tâm và cảnh đều vô nhơn. Vì sức tù chỉ biết được chúng sanh sanh diệt xoay vần từ 2 vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là thường. 2. Chấp 4 vạn kiếp thường. Hành giả tham cứu tột cùng tánh của tứ đại thường còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ 4 vạn kiếp trở lại, tùy có sanh diệt mà bản thể nó vẫn thường còn thường mất, nên chấp là thường. 3. Chấp 8 vạn kiếp là thường. Hành giả tham cứu cùng tận 8 thức, thấy nó thường hằng. Vì thấy từ 8 vạn kiếp trở lại chúng sanh xoay vần không mất, nên chấp là thường. 4. Chấp cái không sanh diệt là thường. Người tu thiền định khi các tưởng ấm sanh diệt đã hết, nhờn đó khởi tâm chấp cái không sanh diệt là thường. A Nan, người tu thiền định do mất chánh kiến, mê mở tánh bồ đề, khởi ra 4 món chấp thường trên, nên đều đọa về ngoài đạo. 3. Chấp 1 phần thường, 1 phần vô thường. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc của sanh loài, rồi khởi ra 4 lối chấp điên đảo. 1. Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. Hành giả khi quán tâm mình yên lặng khắp cả 10 phương, các chúng sanh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh vô thường. 2. Chấp thế giới, những chỗ bị hoại là vô thường, những chỗ không bị hoại là thường. Người tu thiền định quán sát cả 10 phương thế giới, chỗ kiếp hoại, như từ tam thiền trở xuống bị tam tai làm hại, thì chấp là vô thường. Những chỗ không hoại thì chấp là thường. Từ tứ thiền trở lên, tam tai không làm hại được, chấp cho là cứu cánh niết bàn. 3. Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử là vô thường. Người tu thiền định quán sát tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyển cả 10 phương, lại khiến cho thân này sanh và diệt mà nó không biến đổi, nên chấp cho tâm là thường. Tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường. 4. Chấp hành ấm thường, sắc thọ tưởng là vô thường. Người tu thiền định khi thấy sắc thọ tưởng và ấm trước đã diệt, nên chấp là vô thường. Thấy hành ấm lưu chuyển thường còn, nên chấp là thường. 4 đối chấp trên đều sai lầm cả, do mê muội tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên đọa về ngoài đạo. 4. Chấp có 4 món biên giới. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, thấy được cùng tột cội gốc của sanh loại, lúc bấy giờ khởi ra 4 đối chấp có biên giới. 1. Chấp 3 đời. Người tu thiền định lúc bấy giờ chấp tâm niệm hiện tại tương tục, tức hành ấm là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu biên. 2. Chấp chúng sanh. Người tu thiền định chỉ vì thấy được chúng sanh trong 8 vạn kiếp nên chấp là hữu biên, còn trước 8 vạn kiếp thì tịch mịch không thấy và cũng không nghe, nên chấp là vô biên. 3. Chấp tâm tánh. Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất cả người, nên khởi lên chấp tâm ta vô biên, còn tất cả người đều ở trong tâm ta là hữu biên. 4. Chấp sanh diệt. Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm, thấy được tâm mình sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới đều có phân nửa sanh và phân nửa diệt. Sanh là hữu biên, diệt là vô biên. Các lối tả chấp trên đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên đều đọa về ngoài đạo cả. 5. 4 món luận nghị rối loạn không có nhất định. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, liền khởi ra 4 lối chấp điên đảo không nhất định. 1. Chấp 8 món cũng. Người tu thiền định khi quan sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến đổi, có chỗ lại thường còn,
có cái sanh, có cái diệt, có pháp tăng, có vật giảm, có cái có cái không. Bởi thế nên có ai đến hỏi đạo thì nói rằng cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không. Lúc nào cũng nói rối loạn như vậy, làm cho người không hiểu chi cả. 2. Chấp duy cái không. Người tu thiền định vì quán cả tâm và pháp đều không, rồi cứ chấp ở nơi cái không. Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ không. Ngoài cái không ra thì không còn nói chi nữa cả. 3. Chấp duy cái có. Người tu thiền định do quán sát tâm mình biến khắp tất cả chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở nơi cái có. Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ nói một chữ có. Ngoài cái có ra thì không còn nói gì nữa cả. 4. Chấp cũng có và cũng không. Người tu thiền định vì thấy ở nơi cảnh đã lăng xăng, còn tâm thì rối loạn, nên có người đến hỏi đạo thì đáp rằng cái cũng có, cũng tức là cái cũng không. Trong cái cũng không, cũng tức là cái cũng có. Lúc nào họ cũng nói rối loạn như vậy, không ai gạn cùng được. Người tu thiền định vì mất chánh kiến mê mở tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp như vậy nên đều đọa về ngoài đạo. 6. Chấp 16 tướng có. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, chỉ còn hành ấm diêu động. Họ thấy một nguồn sống vô tận, nên sanh tâm chấp cho chết rồi còn tướng. Chấp về sắc uẩn có 4. 1. Chấp sắc uẩn là ta. 2. Chấp ta có sắc uẩn. 3. Chấp sắc uẩn thuộc về nơi ta. 4. Chấp ta ở nơi sắc uẩn. Còn thọ, tưởng, hành, mỗi uẩn cũng đều có 4 lối chấp như vậy, cộng thành 16 tướng. Hoặc chấp vào phiền não và bồ đề, hai tánh thật có. Hết phiền não mới được bồ đề, hai tánh không chung gặp nhau. Vì hành giả trong lúc tu thiền mất chánh chỉ kiến, mê mở tánh bồ đề, khởi ra các lối tà chấp nên đều đọa về ngoài đạo. 7. Chấp 8 món vô tướng. Người tu thiền định khi sắc thọ tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy thân hình hiện tiền đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm gì có các hình tướng. Vì so sánh như vậy nên chấp chết rồi không có hình tướng. Thấy sắc ấm như vậy thì thọ tưởng hành cũng như vậy. Chấp hiện tại và vị lai đều không tướng, thành ra 8 món vô tướng. Hoặc chấp niết bàn chỉ có cái tên xuông, không có nhân quả, rốt ráo đoạn diệt. Vì hành giả mê mở tánh bồ đề, mất chánh chỉ kiến, khởi ra các lối tà chấp như vậy nên đều đọa về ngoài đạo. 8. Chấp 8 món cù phi. Người tu thiền định đối với ba ấm sắc thọ và tưởng, trước kia thấy có mà nay lại không. Còn đối với hành ấm thiên lưu hiện nay thì có mà về sau lại không. Vì họ chấp mỗi ấm đều có hai tướng, chết rồi phi hữu và phi vô. Cả 4 ấm thành ra 8 tướng. Bởi hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh chỉ kiến nên đọa về ngoài đạo. 9. Chấp 5 món đoạn diệt. Người tu thiền định khởi ra các chấp. Cõi dục thì sắc thân diệt hết, cõi sơ thiền các dục diệt hết, cõi nhị thiền các khổ diệt hết, cõi tam thiền các vui diệt hết, cõi tứ thiền các xả diệt hết. Như vậy xoay vần cùng tột, cả 5 chỗ đều chấp hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh chỉ kiến, sanh ra lối tà chấp như vậy nên đọa về ngoài đạo. 10. Chấp 5 món niết bàn hiện tại. Người tu thiền định khi thọ ấm hết, xét cùng cội gốc của sanh loại, khởi ra chấp 5 chỗ niết bàn. 1. Chấp dục giới là cảnh niết bàn. 2. Chấp cõi sơ thiền là niết bàn. 3. Chấp nhị thiền là niết bàn.
4. Chấp tam thiền là niết bàn. 4. Chấp cõi tứ thiền là niết bàn. Vì hành giả mê muội tánh bồ đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là vô vi niết bàn, nên đọa về ngoại đạo. Tóm lại, A Nan, 10 cảnh ma về hành ấm này là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là chứng thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa vào ngục vô gián. Vậy các ông nên đem các việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời sau, chớ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến thế. Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo Bồ Đề, chớ có để cho họ gặp con đường chia rẽ. 2. 10 món ma về thức ấm. 1. Chấp minh đế. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm. Các tướng sanh diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ, nếu hành giả móng tâm chấp là chơn thường, thì mất chánh kiến, mê mở tánh bồ đề, thành bạn bè với phái ngoại đạo Tatikala, chấp minh đế, sư tướng A Lại Gia là chỗ trở về của vạn vật, trái với thành niết bàn, đọa về ngoại đạo. 2. Chấp năng sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện. Khi đó thấy thức tâm mình châu biến, rồi khởi ra cái chấp. Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra. Vì sanh tâm chấp như thế, nên mất chánh kiến, mê lầm tánh bồ đề, thành bà con với trời đại ngã mạn, mà hệ thủ la thiên. 3. Chấp trơn thường. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra, rồi sanh tâm nghi, thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm chấp cho thức là trơn thường, mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thành bè bạn của trời tự tại. 4. Chấp cây cỏ cũng đều biết. Người tu thiền định khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chân tâm tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp. Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây. Mê mở tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bạn bè với hai chúng ngoại đạo, bà cha và tán ni. Chấp tất cả vạn vật đều có tri giác, tức biết. 5. Chấp tứ đại hóa sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, trơn tâm chưa hiện. Lúc bấy giờ thấy lửa sáng, nước trong, gió động, đất cứng. Do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hết lòng cung kính phụng thờ, như ông Ca Diếp Ba và phái Bà La Môn thờ lửa, thờ nước, vân vân, để cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo. 6. Chấp hư vô. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên mình, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư vô là chỗ nương của muôn vật. Tất cả các vật đều về chỗ hư vô, vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn với trời vô tưởng, tứ không và thần hư không. 7. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm cho thân này được sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoại đạo. 8. Tham luyến cảnh dục. Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. Vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn của thiên ma ở cõi trời tự tại, trên đỉnh cõi dục. 9. Định tánh thinh văn.
Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chân tâm tịch diệt chưa viên. Lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến ở chỗ không tịch, chẳng muốn tăng tiến, vì mất chánh kiến mê mở tánh bồ đề, đọa về hàng định tánh thanh văn. Như ông Vô Văn Tỳ Kheo, sanh tâm tăng thượng mạng. 10. Định tánh duyên giác. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh sáng suốt. Lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho đó là niết bàn, rồi tham trước cảnh này, không cầu tăng tiến, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên đọa về hàng định tánh duyên giác. Tóm lại, A Nan, 10 món ma này do người tu thiền khi dùng tâm phá trừ thức ấm nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh chỉ kiến, mê lầm tánh bồ đề, khởi tâm chấp trước cho mình đặng thiền, đặng đạo, thành Phật, thành Thánh, vân vân. Có người sanh ra điên cuồng nên đều đọa vào ngoài đạo cả. Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng vâng lời ta dạy. Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ để cho chúng ma làm hại. Trên đường tu hành, họ được thẳng vào chỗ chỉ kiến của Phật, chẳng gặp các đường té. Này A Nan, người trong khi tu thiền gặp mà nó biến hiện ra nhiều cảnh rất là vi tế. Nếu các ông hiểu biết rửa sạch tâm cấu nhiễm, chẳng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, các ông sẽ thẳng đến đạo bồ đề. Còn như đời sau, có chúng sanh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma nhiễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm chỉ chú lăng nghiêm này, để các ma chứng kia không thể hại được, rồi cũng thẳng đến được đạo bồ đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn cả hội chúng, nào là tăng, đi, thiện nam, tín nữ, trời người, thần Atula, thánh, tiên, quỷ thần, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui. Lưu ý, quý Phật tử đọc hết đoạn ngu ấm ma này rồi, từ đây về sau trên đường tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chi tin ấy mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng như tương lai. Chúng tôi thấy trong giới Phật tử phần đông là hàng phụ nữ. Xin lỗi quý bà, lòng tin tưởng dồi dào lắm. Mỗi khi thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ huyễn hoặc, không chịu bình tâm suy xét, trơn hay ngụy, cứ cho đó là Phật thị hiện hay Bồ Tát giáng thế, vân vân, rồi rủ nhau tin tưởng theo càn, say mê như người nghiện thuốc, rủ nhau theo rất đông, cho đến đổi như cả phong trào. Như những việc trước mắt mà quý vị đã thấy vừa qua, kết cuộc rồi thế nào quý vị đã biết rõ. Thật nguy hại vô cùng. Nếu lỡ một phen bước vào đường tà rồi thì trăng kiếp ngàn đời khó trở lại. Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong kinh để quý vị xem qua, đặng cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc tu hành. Thuở xưa, Tổ Ưu Bà Quật Tôn Giả đang nhập định, bị thiên ma 3 tuần quấy nhiễu. Đến khi xuất định, Ngài dùng thần thông hàng phục được thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ quy tam bảo rồi, vì cảm hồng ân tế độ của tổ sư nên đến xin cúng dường Ngài một bữa cơm để tỏ lòng tri ân. Tổ sư dạy: ta vì chuyên lo tu hành, không giờ rảnh để mà đi thụ trai. Ta chỉ muốn xem một việc, nếu người bằng lòng, thế là đền ơn cho ta rồi. Thiên ma nói: dạ, đệ tử xin vâng. Tổ sư dạy: khi Phật ra đời đã có người, vậy trong lúc đó Phật cùng các vị thánh chúng như thế nào? Hôm nay người hóa hiện lại cho ta xem thử. Thiên ma thưa: con xin vâng lời tổ sư dạy, nhưng khi con hóa hiện ra Phật, xin tổ sư nhớ đừng lạy, vì sợ tổn phước con nhiều. Tổ sư hứa lời. Thiên ma 3 tuần liền biến mất. Trong giây phút hóa hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời. Trong rừng từ từ đi ra. Nào là Ngài Xá Lợi Phất,
Mục Kiển Liên, A Nan, Ca Diếp đứng hầu hai bên, hoài nghi tề chỉnh đủ cả 1.250 vị đệ tử dần dộ theo sau. Tổ Ưu Bảo Quật tôn giả thấy Phật đi đến, phóng hào quang rực rỡ, các vị thánh chúng theo hầu, hoài nghi tề chỉnh vân vân, nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ thiên mã biến mất. Phật tử chúng ta xem qua đoạn này nên xét nghĩ, như Tổ Ưu Bảo Quật tôn giả đã biết trước là ma hiện ra Phật và có hứa hẹn trước không lạy, mà đến khi ma hiện ra còn quên không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta thế nào. Bởi thế trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm, chưa nên thấy cái gì lạ không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo cản ùa nhau tin tưởng cho là thần thánh thật. Lỡ một phen xa vào đường tà rồi thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng cái gì thiệt thì nó vẫn là thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng không mất. Còn cái gì giả thì ồ ạt trong một thời gian mà thôi, nếu không người tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. Phật dạy các đệ tử không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin, mà phải luôn luôn suy nghĩ nếu đúng chân lý sẽ tin theo. Phật dạy như thế để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngoài đạo dối gạt. Trong kinh Kim Cang Phật dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thình cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu người nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt là thấy được Phật, thì ông chuyển luân thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? Hay nghe tiếng nói pháp thanh tao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già kêu rất thanh tao lạnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật hay sao? Những người tin như vậy là theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật. Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử phải dùng giáo lý trơn tránh dạy người. Khi người hiểu được trơn lý rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được trơn tránh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng phép thần thông hay phép lạ để cảm hóa người, chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo hoặc quỷ thần, vì sợ sau này thiên ma ngoại đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống hay tự nhiên xuất hiện, mà Ngài lại thể hiện cũng như người lớn lên có vợ con rồi đi tu và thành đạo vân vân, để cho chúng sanh sau này đừng tin tưởng những điều hiến hoặc thần kỳ. Khi Phật còn trụ thế, có người đàn Việt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại để trên đầu một cây cột phấn cao và thưa rằng: nếu vị nào lấy được tôi sẽ cúng cho. Khi đó ông tân đầu Lô Phà Đọa Xà tôn giả dùng thần thông lấy cái bình bát ấy, ông bị Phật của trách rất là nghiêm khắc và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng làm phước điển cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. Trong kinh cũng có chỗ nói các Đức Phật và Bồ Tát thỉnh thoảng thì hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức Di Lặc hay ngoài Quán Thế Âm vân vân. Nhưng khi các ngài thì hiện thì không ai biết được, chỉ trừ khi đến tịch diệt các ngài mới để lại vài di tích, chừng đó người đời mới biết Phật hay Bồ Tát thị hiện. Khi biết thì không còn thấy các ngài nữa. Như Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng, ngài thường sách bị lớn bằng vải đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biết, chỉ gọi ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Đến khi thị tịch, ngài nói một bài kệ, lúc bấy giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân. Bài kệ: Di Lặc Trơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân giải bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân hình, thường thường thị hiện độ người mà người đời chẳng ai biết. 3. Kết luận.
đẩy toàn cả bộ kinh này và dạy chúng sanh phải trở về với thể tánh chân thâm thường trụ, đồng với ý nghĩa như trong kinh Pháp Hoa khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể chân tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thể tánh chân tâm này nên phải chịu sinh tử luân hồi, còn chư Phật đã ngộ chân tâm nên được tự tại giải thoát. Vì vậy mà Phật dạy, ta là Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽ thành. Nguyên nhân Phật nói kinh này là do Ngài A Nan thị hiện mắc nạn bị nàng Ma Đăng giả bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, Ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Nhờ đó Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ chân tâm. Nếu giác ngộ được chân tâm là được thành Phật. Đó là một con đường tu duy nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Trước khi chỉ chân tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn hỏi tâm làm cho Ngài A Nan cùng đường tột lối. Lúc bấy giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm đến 6 lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như thấy, nghe, vân vân là tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ thêm một tầng nữa. Các giác quan tuy không phải vọng nhưng cũng chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai, vân vân. Phật lại chỉ cái bản thể sanh ra các giác quan hiện tượng mới thật là chân tâm. Tức là ở về đoạn trong văn kinh chữ Hán chép: kiến kiến chi thời, kiến vì thị kiến, kiến dù lì kiến, kiến bất năng cập, vân vân. Phật dạy, vì các ông còn ở trong vòng mê nên chỉ gọi là giác quan thấy nghe hay biết của chúng sanh. Đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức niết bàn của Phật, thường lạc ngã tịnh. Và Phật dạy, tất cả các pháp đều từ tâm biến hiện, như năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và bảy đại đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thể tánh chân tâm. Thế là Ngài dẫn cái tướng quy về chân tánh. Đến đoạn này, Ngài A Nan mới ngộ được chân tâm, nên đứng dậy lạy Phật và xứng theo thể tánh chân tâm rộng lớn mà phát lời thề nguyện rộng sâu vô tận. Ngài nguyện rằng, trong đời ngũ trược tội ác, còn thề vào trước để độ chúng sanh. Nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Và câu hư không kia có thể tiêu hết, chớ chí nguyện của con đây không hề lay chuyển. Cũng vì ngộ được đồng thể chân tâm nên Ngài mới phát lời thề nguyện rộng lớn như thế. Mình đã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều được độ, nên Ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau. Phật dạy có ba việc. Một, khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, tức là câu bất tùy phân biệt. Nghĩa là xoay các giác quan như thấy, nghe hay biết đều trở về thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiện bày. Đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn. Hai, Phật dạy trì giới. Nhân trì giới tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ để phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chân tâm tự hiện bày. Nhưng trong kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm giới, nghĩa là thân đã không sát đạo dâm vọng, cho đến cái biết mình đã đoạn trừ cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bậc. Vì nếu tâm còn móng một tí vọng niệm gì, thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên. 3. Phật dạy, nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì nên chí tâm chỉ tụng chú Lăng Nghiêm. Dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần lần tiêu hết, phước lành tăng trưởng sẽ thành đạo Bồ Đề, như thuận gió tung bụi chẳng có gì khó khăn. Trên đường tu hành, Phật dạy trải qua các thứ ma, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi ấm có 10, nó biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần thành Phật mà nó vẫn còn theo phá, như Thái tử Siddhartha, trước giờ phút đại ngộ dưới gốc cây Bồ Đề,
vẫn còn bị ba người con của ma vương tận lực khuấy nhiễu. Đến sao mai sắp mọc, ngài thành Phật mới hết. Sau mấy đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng do hành giả dụng công tu thiền nên nó biến hiện ra như vậy, không phải đặng đạo hay chứng thánh. Nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, không hại chi. Còn mê lầm không biết cho mình đặng đạo hay chứng thánh, sành tầm chấp trước thì bị ma nó cám dỗ, rồi phải đọa vào đường tà làm quyến thuộc của ma. Bởi thế nên người tu hành cần phải thận trọng, chứ nên gặp chi tín đấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai. Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần bảo các đệ tử nên đem lời ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh khỏi bị ma nhiễu hại trên đường tu hành được thẳng đến đạo Bồ Đề. Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử: hôm nay các ông đã được ta tế độ rồi, vậy các ông không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp để bảo hộ người tu hành đời sau. Thế mới là người biết ơn Phật. Lòng từ của Phật thật là vô biên, tế độ chúng sanh không cùng tận, thương chúng ta như mẹ thương con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền khuyên con dài, nhắc đi nhắc lại nhiều lần không biết mỏi. Thật đúng với câu: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của Đức Từ Phụ, cho xứng với danh từ Phật tử